Ờ ha, quên, mình đang giảm cân mà ta. Nói mới nhớ. Giờ sao? Thôi để tuần sau giảm cân. Thôi giỡn á, giảm cân thiệt. Nhưng mà em nghĩ là ăn cua chắc sẽ không mập đâu. Mày chắc không? Ông kia bình thường người ta giảm cân á thì hả, người ta không giảm cân thì không mua cho người ta ăn. Lúc mà người ta giảm cân thì mua cho người ta ăn. Thôi bỏ đi. Nhưng mà ăn ốc không có mập anh gà, ăn ốc đâu có mập đâu. Coi kìa. Ừ, ăn cua bổ lấy sức giảm cân. Chứ em thấy là em ăn thì em không biết mập hay không. Em ăn á, thì cho dù cái đó nó dành, nó ăn nó không mập, nhưng mà vô cái bụng của em thì nó sẽ mập. Còn anh á, thì cái gì mà ăn càng mập á, thì vô cái bụng của anh nó càng ốm. Chỉ mập bụng hả? Tôi đang cần giảm cái bụng thì lại mập bụng là như nào? Nhưng mà giờ không có người yêu thì mập bụng mới làm gì, cũng có ai ôm đâu. Nhờ đừng ăn tinh bột, ok. Mình sẽ không ăn tinh bột. Nhưng mà em á, như kiểu của em á, em ăn cơm, em ăn cơm á, em phải có đồ ăn với cơm luôn. Có những người á, người ta thích ăn đồ ăn nhiều hơn là cơm, còn em thì em thích ăn cơm nhiều hơn là đồ ăn. Thấy không, thấy hại không? Bởi vậy hỏi sao? Đó bởi. Nhiều ngủ thôi. Đi du lịch bằng xe đò là xe hơi á hả? Ai cũng thèm cua hết ha. Không dám đâu. Gài hoài. Cứ lúc nào con trai cũng nói là con gái mặt là đẹp nhất ha. Xong rồi ra đường á, con trai lại nhìn mấy bà miner, mấy bà tướng ốm nhôm nhách. Thì sao, hôm nay thứ sáu không gặp nhau được hả? Chủ nhật không có thèm gặp đâu nha. Gì đó bởi, thấy không, nghe người ta nói không, mặt không ai thèm nhìn đâu. Sau em sẽ dìu anh đi, cách xa em sẽ tìm tới anh. Vì bởi thế gian này rộng lớn, trái đất xoay tròn, nên anh ơi cứ yên tâm, đôi ta sẽ không lạc nhau. Ngay lúc này thì ta đã xa mỗi đứa một nơi rồi, nhưng anh ơi lời hứa của em chẳng chót lưỡi bờ môi đâu. Anh hãy ở yên nơi đó, em sẽ xách ba lô đi tìm anh. Rất lạnh ở nơi ấy, nhưng không sao, tình yêu em vẫn mãi tồn tại ở nơi đây. Anh là một bài ca tuyệt nhất nào giờ em từng viết. Em sẽ mang yêu thương tìm anh, cho dẫu
sao cuộc đời ta chia lìa đôi ta. Nhưng em cứ mãi luôn tin cuộc đời này sẽ có phép màu, nên anh cứ mãi vững tin nhé anh. Em nghĩ rằng rồi đôi ta sẽ hỗn hồi. Chuyện tình người ta ổn chứ em đâu có ổn đâu anh. Tình yêu người ta ổn chứ em không ổn chút nào hết. Hoặc là do duyên số nữa mới về hôm nay mới nghe câu này luôn. Dù anh đi cách xa em sẽ tìm tới anh. Vì bởi thế gian này rộng lớn, trái đất xoay tròn, nên anh ơi cứ yên tâm, đôi ta sẽ không lạc nhau. Ngay lúc này thì ta đã xa mỗi đứa một nơi rồi, nhưng anh ơi lời hứa của em chẳng chót lưỡi bồng bồi đâu. Anh hãy ở yên nơi đó, em sẽ xách ba lô đi tìm anh. Rất lạnh ở nơi ấy, nhưng không sao, tình yêu em vẫn mãi tồn tại ở nơi đây. Anh là một bài ca tuyệt nhất, nào giờ em từng viết, em sẽ mang yêu thương tìm anh. Cho dẫu mai sau cuộc đời có chia lìa đôi ta, nhưng em cứ mãi luôn tin cuộc đời này sẽ có phép màu, nên anh cứ mãi vững tin nhé anh. Em nghĩ rằng rồi đôi ta sẽ ổn hồi. Đừng mập quá, người yêu mà ấm lên không nổi hả? Ok, biết rồi, tôi có kinh nghiệm, ok. Thì bởi đang giảm cân nè. Hôm nay ai nhập vô bảo vậy bảo? Hôm nay ai nhập bảo vậy? Cần gì ấm, người ta có thể lăn. Đúng rồi, cần gì người yêu nào ấm, mình lăn được rồi. Mỗi lần mà ăn xong á, muốn đi đâu á, mỗi lần mà ăn xong ăn no lăn luôn. Ti nói chuyện nhỏ nhẹ vậy mà mấy ông trong này cứ nói là Ti nói chuyện ba gai hoài, chả hiểu sao á. Ti có ba gai không mọi người? Ta không thích con gái ốm à, mà ốm mặc đồ phải đẹp no. Thì bởi vì bị nói ba gai nhiều quá cho nên là mình phải nhận, hiểu không? Ba gai có nghĩa là hay kiếm chuyện với người khác. Nếu như mà em nghe người ta nói như thế này, nếu như mà người ta nói là trên thế giới này một người, nếu mà một người ghét bạn á thì có thể cái đó không để ý làm gì, nhưng mà đến ba người ghét bạn á thì phải coi lại bạn. Cũng giống như em vậy, nếu như mà ba người mà nói mình ba gai là mình phải coi lại mình. Thì tuyệt vời nhất. Mặt ói không ơi. Ba gai có nghĩa là hay đi kiếm chuyện với những người khác á. Trời, giải thích vậy mà không hiểu. Số tôi không phải là cô giáo. Có tin là đóng 100.000 tiền chưa hiểu bài không? Tôi học thi ôi lát quá à. Bình thường thôi. Cô làm cô giáo vì cái tâm, hiểu không? Các bạn hiểu không? Đi ơi, anh nói quá, em nấu cơm cho anh đi hả? Nấu mà
có được gì đâu. Trời ơi, nấu ăn đối với tôi là một chuyện rất là bình thường. Không có gì phải to tát hết, không có gì phải khó khăn hết. Cà chua viên bột. Món này tôi nghĩ ra đúng không? Ê, đảm đang mà phải ghi có dấu nha. Đảm đang mà ghi không có dấu là mệt á. Ủa món đó của tôi hả? Bữa tôi nói phải không? Cà chua viên bột. Tới giờ niệm thần chú rồi. Bây giờ chúng ta sẽ niệm thần chú nha các bạn. Điều bằng kim cô. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có may khi sao không yêu nhau. Bây giờ yêu luôn đi, tin không em đang thật lòng. Em nghe đây anh nói đi anh. Đọc thằng chú. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi chỉ một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Biết cái gì trong phim Tây Du Ký, lúc mà sư phụ mà đọc kinh cho Tôn Ngộ Không nghe đó. Đọc cái gì á, đọc gì cho Tôn Ngộ Không nghe á. Đó, thì ông hay để tay vậy đúng không? Đầu đầu. Vậy là có, cái này là có, gọi là có tác dụng rồi đó. Như này á hả? Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi chịu một lời. Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Không yêu hả? Không yêu cũng không sao. Bởi vì á, thấy không, thấy trong phim ông Tôn Ngộ Không á, phải hả, phải một thời gian lâu lắm á, Tôn Ngộ Không mới nghe lời sư phụ. Cho nên là bảo cứ đợi đi nhá. Ông đọc kinh hoài cũng đâu có sợ đâu.
Em ho mọi người có ổn vậy? Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, chỉ muốn... Tôi đã nói là tôi lái ghê lắm mà. Lái hơi bị ghê á. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Ơi, nghe nè. Tới đâu rồi không biết luôn. Số máy trên đường đua là sao anh? Là ninja Ngọc á hả? Hay sao? Trời. Nói chung là cái tên Tikit nó chả có cái truyền thuyết gì nghe nó. Không có cái gì gọi là cái truyền thuyết hết trơn á. Nhìn đằng sau tôi đi. Nhìn xung quanh cái phòng tôi đi. Thấy con gì nhiều nhất? Ninja Vision. Con gì nè đó. Nhìn xung quanh đi thấy con gì. Vậy là chưa đủ nhiều hả? Vậy chắc phải mua thêm gắn lên rồi. Chưa đủ nhiều mọi người ơi. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi chỉ một lời. Ừ. Con Hello Kitty á. Hello Kitty đọc ngược lại là cái gì? À, Kitty đọc ngược lại là cái gì? Là Tikit đúng không? Ở nhà tôi tên Ti thì kêu là Tikit. That's it. Vậy thôi. Chỉ có vậy thôi. Ủa, Tikit, Tikit tên dễ đọc mà, có gì đâu mà khó đọc không? Sự tích sự tích cái name của tôi. Cái đó không phải là tên tiếng Anh của tôi nha. Tên này có ở đâu ngộ trời. Tự nhiên Tikit thì Tikit thôi. Ừ. Không liên tưởng tới một con bé cũng được. Nhưng mà khi mà liên tưởng người ta sẽ liên tưởng đến con mèo. Chứ người ta không liên tưởng tới con chó. Tại vì chỉ có mèo Kitty thôi chứ không có chó Kitty. Hiểu không? So much they hold. Có, thích nuôi mèo lắm, thích nuôi người nữa. And just like them old stars, I see that you've come so far. Trời, tôi không biết nấu ăn hả? Coi thường tôi quá. Tôi có thể nuôi người từ ốm thành mập được á. Đừng nói là tôi không biết ăn, tôi không biết nấu ăn nha. Bột tăng trưởng. Bột tăng trưởng là của con heo mà. Ờ, không đọc nổi sao. Người ta đã kêu là người ta biết nấu cà chua lăn bột rồi mà hỏi hoài nhỉ. Một lần thôi, cho em đau một lần nhớ nước mắt ấy.
được yêu. Em chưa bao giờ được khóc dù chỉ khóc một lần thôi. Em xinh như cành hoa tươi, sao yêu thương còn xem mãi đâu cánh úa hoa em già rồi. Và rồi tay nắm tay như từng cơn muôn kiếp trước. Người nói với em bao lời em ái trên đời. Và rồi như giấc mơ em ngủ quên. Yêu cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi, để em biết những buồn vui. Cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ nước mắt ấy dẫu vẫn rơi hoài. Mai mốt sẽ có trà sữa hiệu Tikit. Nhưng mà cái đó là của tương lai. Cái lúc mà Tikit giảm cân được thì Tikit sẽ có hiệu đó, hiệu trà sữa đó. Chào anh Quốc. Thuốc tăng trưởng chỉ dành cho những đứa mà hay kêu người khác béo. Thuốc tăng trưởng của heo á, biết không? Ủa thí dụ mà con heo đó nó ăn cái thuốc, nó uống cái thuốc tăng trưởng nó vô rồi mình uống, mình ăn cái con heo đó rồi mình có bị không? Mình có bị mập không? Vậy luôn hả? Thế giới này thật nguy hiểm. Chuyện lạ.
生气。哎呀，害羞。我想我爱你，不是三言两语，不是甜言蜜语，就来轻松的说明。想你也不必说个不停，每看你一眼都是惊喜。我们要一起数遍所有星星，看你每个每集在手心，让我来填吧。được có mỗi bài này là em biết hát thôi. Mà hát đúng một câu. Mi yu tao nên xin thông đã cho mi. Sang gi ye bu bi shuo ga bu ti. Mei kan ni yi yan dou shi jing xi. Này dễ thương nhá. Đừng bỏ lại thiên bao nì đa sân hóa rời xin. Mấy ý nhàn đâu hơi rượu chứ chinh xin đa xóa xin. Mấy ý nhàn đâu hơi rượu chứ chinh xin đa xóa xin. Hello, nì hào. Hello.Ú hoài. Anh không nói người ta cũng biết mà. Cứ đó mà ú hoài. Mình không được ú. Mình không được ú cái xong mà mình ganh tị hay sao. Mình cứ kêu người ta ú hoài. Đúng không? Với bao nhiêu lời nói bên tai, nơi đây bốn bề chỉ thiếu giấc mơngày nắng lên để được gần anh, quên hết mọi ưu phiền. Mỗi khi anh cười, ngày sẽ ra sao nếu thiếu anh? Người em yêu ơi, anh có hay? Nếu như anh là mây, hãy mang mưa về đến đây và tưới mát những ngày khô khăn, mang yêu thương chỉ mình em chờ. Tiếng yêu trên bờ môi đã đến lúc phải nói ra.Bởi vì em nhớ anh, mong anh bên em ngày tháng qua. Oh baby, only you, chỉ có mỗi anh làm em vui. Oh baby, only you, này anh yêu ơi hãy đến đây bên em. Thật lòng thì mình nghe thật dài khi trôi qua không có anh. Bởi vậy lên công ty cứ bị kêu là béo thì tưởng kêu người khác là ú hay béo gì nữa. Cái đó gọi là khẩu nghiệp á anh. Gọi hồn. Cứ tới điệp khúc là gọi hồn. Sẽ ra sao nếu thiếu anh? Người em yêu ơi anh có hay? Nếu như anh là mây, hãy mang mưa về đến đây và tưới mát những ngày khô khăn, mang yêuchị mình em chờ. Tiếng yêu trên bờ môi đã đến lúc phải nói ra, bởi vì em nhớ anh, mong manh bên em ngày tháng qua. Oh baby, only you, chỉ có mỗi anh làm em vui. Oh baby, only you, này anh yêu ơi hãy đến đây bên em.Không muốn bốc công với em mà ok la. Ông mệt giờ ông sống theo giờ bên Mỹ á anh à. Cứ giờ là giờ này là ông đi ngủ. Còn cái giờ mà mình chơi liên quân á là cái giờ đó ông đi làm. Ông like. Vậy đó.Tới sáng á. Thiệt là theo phong cách Mỹ luôn.
sớm hơn bên Mỹ luôn. Xưa anh nói với bao người con gái rằng anh yêu một ai, chỉ có một mà thôi đó. Mà đến chính em lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây. Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau. Thật không muốn đâu anh ơi, vì tình đã hết em sao đây. Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em. Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay. Tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì, vì với anh cũng anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lừa rồi. Ngọt như mấy được, ngọt là được. Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em. Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay. Tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì, vì với em cũng buồn. Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lừa rồi. Chết nghiện. Ai thả thính đó? Nãy giờ người ta có thả thính đâu. Mà hai đứa mình đều nhớ cái giọng ngày xưa nhờ. Cái giọng ba gai ngày xưa đó đó, nhớ không? Chanh chua. Cái giọng đó mà đi bán ở ngoài chợ là người ta mua nhiều lắm. Chắc bắt cóc idol về nuôi quá hả? Tôi thấy chữ Ken đó, ở giữa ở đằng trước chữ Ken với đằng sau chữ Ken nó có chữ tàu nha. Đừng bắt tôi qua bển là chết tôi luôn á. Nhau hoài. À, có bài Bùa Yêu Acoustic này hát thử như thế nào nhé. Thường mà mấy người mà không nghe quen nghe nhạc acoustic thì sẽ buồn ngủ lắm. Bài này đi. Từ giờ đến hết giờ là hát acoustic thôi, không hát nhạc sôi động nữa. Tôi ý nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tôi ý nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tôi nào ngơ ngơ tìm tiếng gió heo mây. Tôi ý nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tôi nào ghi dấu chân chiếm quá
cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cay. Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau. Trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sầu. Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô. Bàn tay che dấu lệ nhỏ, ôi buồn tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu. Tuổi nào mơ kết mây trong sương. Xin chân em qua từng phiến ngả, xin mây xe thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Vậy là lâu lắm rồi đúng không? Phải là cái thời của anh Bayern mới hát mấy bài này nè, chứ thời của em là không hát mấy bài này. Xưa ơi là xưa, thời của em không có hát mấy bài này đâu. Hát mấy bài này là bị nói liền. Buồn ngủ quá. Hát bài sao em nữa vội lấy chồng nha. Ừ đúng rồi, thời 8X á. Ở trong đây chắc ông nào cũng 8X nhờ. Ngày xưa em có biệt danh là bà cụ non á. Bà cụ non với lại bà già khó tính đó anh. Ngày xưa có biệt danh là bà già khó tính. Ừ, giờ đỡ rồi. Giờ ba gai, còn ba gai thôi. Lam Trường hả? Ok. Bà Lam Trường ha. Lam Trường thì mình chơi bài Tình Thôi Xót Xa. Lam Trường em thích nghe lạc nhạc Lam Trường lắm. Ngày xưa em thích Đan Trường hơn Lam Trường. Từ khi quen anh, em đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe anh cười. Em đã biết con tim yêu anh mất rồi. Người yêu ơi, xin anh chớ quên. Mùa xuân trên cao và hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hôn tháng ấy trao anh rồi. Em yêu kiều thứ tha cho hồn đắm say. Cuộc tình ngựa dài lâu ngụ sâu vòng tay êm ái. Em nào biết, em nào có hay. Hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan. Lòng cay đắng khi anh quên lối hẹn. Lời yêu thương anh đã quên. Nhưng lòng em nuôi hoài giấc mơ. Tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ em vẫn chờ, chờ anh đến tình thôi xót xa. Cảm ơn ba Lê. Trời ơi còn 8 phút nữa. Nãy giờ chạy ngoài đường mệt không anh? Anh biết
biết tại sao. Ủa, trời đang mưa hả? Anh biết tại sao mà em thích đan trường hơn lam trường không? Tại vì đan trường đẹp trai hơn. Đó, thích vậy chứ không phải là thích nghe nhạc ông nào hơn đó. Hồi nhỏ mà có hơn nghe nhạc hai ông này đâu. Toàn nghe lén không à. Đúng rồi, 50-50. Anh chạy lòng vòng vô trời. Ôi, thính kìa mẹ ơi. 50-50. Mùa xuân trên cao và hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn tháng ấy trao anh rồi. Em yêu kiều thứ ta cho hồn đắm say. Hai show à, tí nữa 8 giờ có một show nữa đó bạn. Bạn bảo về trễ hơn kế hoạch 20 phút mà. Không đợi, không đợi người ta ốp xô xong rồi về tới luôn anh. 20 phút. 20 phút là 20 gì? À, ông chỉ ra 20 phút. Anh khó quá Biền. Anh khó quá. Yêu. Nói gì vậy, không hiểu gì hết trơn á. Lâu quá rồi. Yêu à. Thôi mình đổi chủ đề đi nè. Mình đổi chủ đề đi nè. Ở đây có idol ở đây nha. Nha. Đổi chủ đề cái nè. Ờ đúng rồi, ai hiểu nghĩa đen thì hiểu nghĩa đen thôi. Chứ nãy giờ tôi không nghĩ gì hết trơn. Tự nhiên người ta nói 20 phút thì thôi đi. Tự nhiên anh nói 20 phút vô chi vậy? Tất nhiên là nghĩ, hiểu không? À, tất nhiên là mình có nghĩ, nhưng mà mình nghĩ nó sâu xa hay là mình nghĩ nó gần gần á, thì cái đó là cái chuyện của mình. Bây giờ anh khơi màu á mọi người, hỏi đồng bây giờ anh đi. Tạp ổng cho ổng chết luôn. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngơi, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên anh em đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lấy. Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sáng xuyên. Nàng ơi hay biết chăng em đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây mà giận lòng đừng nói ra. Em còn tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngơ. Sợ nụ hồng phai nhanh, em hờn em rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra. Để mai đây ta chung về lỗi cũ, dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Hello, 4 phút nữa hết giờ rồi. Xin chào mọi người nha. Ngập ngừng muốn nói, tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để về nơi anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lấy. Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyên. Nàng ơi hay biết chăng em đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây mà giận lòng đừng nói ra. Em
con tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngỡ. Giờ nụ hồng phai nhanh, em hờn em rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương hà, rằng mình đừng nói ra để mai đây bên em ta chung về lỗi cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Đôi khi bên em hơn ngày mà giận lòng đừng nói ra, em còn tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngất. Sợ nụ hồng phai nhanh, em hờn em rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương hà, rằng mình đừng nói ra để mai đây bên em ta chung về lỗi cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Hôm nay hai cái người mà hay thì con nhất, hai cái người mà hay thì con nhất là hai cái người hôm nay không có vào show. Tuy yêu đơn phương các anh ở xa lắm, anh đã ở Hàn Quốc lận. Giờ sao? Bây giờ ví dụ mà yêu đơn phương thì làm gì giờ? Ủa vậy hả? Nhắn tin cho anh hả? Nhưng mà nhắn tin nó không trả lời rồi sao? Thì anh chồng quốc. Đúng rồi, anh chồng quốc dân. Còn một phút nữa hết giờ rồi à, thì mọi người à, 8 giờ room à, bao nhiêu nhờ? Biết luôn, biết anh đang đi nghỉ vụ luôn. Wow. Đúng là chồng quốc dân ha, làm gì ai cũng biết hết. nhưng mà khi mà ảnh đi nghỉ vụ về thì em sẽ không cho ảnh hút cỏ nữa, hút cần sa chứ, bởi vì hút cần sa cho nên là ảnh bị stress á, cho nên là em nhắn tin ảnh không trả lời á. Mọi người biết cái vụ đó không? Đã cho ảnh hút kẹt. Ờ ghê lắm mọi người, em kể cho mọi người nghe này nè. Để em cho mọi người khoan, để cho em cho mọi người coi hình chồng em cái đã. Chồng của em. Trời ơi, đẹp trai quá. Đây là chồng của em. Đẹp trai không? Đó, nhìn cái mặt là thấy hợp rồi. Nhìn cái mặt là thấy giống rồi. Trời ơi. Nè nè nè. Nè nhìn nè. Muốn xỉu luôn vậy đó mấy má ơi. Đẹp trai cũng cỡ anh hả? Ghê vậy ta. Anh tên là Tọp. Ai cũng kêu ổng là T.O.B. nhưng mà em kêu ảnh là Tọp. Ừ, Tọp. Tuy chưa lấy chồng, đã nói là chỉ yêu đơn phương thôi. Nhưng mà đẹp trai là được rồi. Nhưng mà đẹp trai là được. Tọp là đớp hả? So sánh kỳ vậy anh? Người ta tin Tọp mà. Sao chị móm hay ta, mọi người đợi chị móm xíu nha. Chị móm sẽ lên trễ 5 phút. Nghe kém sang. Thì đã bảo là ai cũng kêu ảnh là T.O.B. là top, nhưng mà em sẽ kêu ảnh là top. Bận chăn vịt. À, thấy hôm nay mọi người share hình chị móm đi chăn vịt. Thì cũng mới thấy. Gọi tên anh trong đêm, trái tim này xót xa. Người yêu ơi hãy quên những năm tháng em đêm hôm nào. Gọi tên anh trong đêm để mình em chịu nỗi đắng cay. Một thế giới khác mang anh đi, chẳng thể nào có ai. Gọi tên anh trong đêm sẽ chẳng thể có nhau. Tình duyên ta thế thôi, chắc có lẽ đã được an bài. Gọi tên anh trong đêm để mình em chịu nỗi đắng cay. Một thế giới khác mang anh đi, chia đôi tình chúng ta cách xa hai phương trời. Ê, cái tên tên Tọp mà đọc nhanh ba chữ thấy nó mắc cười quá. Tọp tọp tọp.
xem nè. Chắc tay cực ghê. Không, cứ mỗi ngày 3 buổi là Ti đều kêu tinh tập. Hồi nãy có người nói tập là đớp đúng không? Quá đáng. Táp. Không được kêu táp. Mai cuối tuần rồi đó. Ừ, đúng rồi. Sao vậy anh? Không, nó bảo là top là lột có đớp có nghĩa là ăn đúng không? Thì mỗi ngày 3 cử. Sao vậy? Mình thích cùng chung, mình thích chung một người hả? Mình thích chung một người á anh. Cái gì cũng có thể share được, nhưng mà đồ ăn và người yêu thì không thể share được nhé. Bình thường thì em sẽ nói là đồ ăn share được, đồ ăn không share được, người yêu thì có thể share được, nhưng mà hôm nay là khác. Đâu, yêu nhau luôn rồi, cách đây 5 giây. Gọi tên anh trong đêm trai đi xét đánh đúng rồi, xét đánh cái đùng mới xỉu luôn. Năm ngày nữa đúng rồi, em còn biết em còn không đếm luôn á, em không đếm sinh nhật em luôn á. Quỷ hả? Để dành hả? Kỳ quá hả? Ba Lê là bạn của anh Bay Dành hả anh? Tình cờ mình quen bia, và một ngày trời xanh nắng buông xuôi nơi con tim, đưa đôi chân anh bước đi với những câu chuyện buồn. Đừng nhìn về quá khứ, đừng tự làm nhẹ đôi mắt. Mình mong em sẽ vui lên khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn có một người lặng lẽ đứng bên anh vô hình, giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến anh từng thương nhớ đang đóng đầy. Một người lặng lẽ sống bên anh chân thành đến khi vết thương trong em lành lại. Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ. Dù em